Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Lực lượng công an đã đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan. Trước đó, lực lượng công an xác định 3 đối tượng là Lê Đức Công sinh năm 1989, Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1989 và Bá Võ Tuấn sinh năm 1981 cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương. Ngày 16 tháng 4, Công an quận 11 phối hợp với Công an quận Tân Phú đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc. Bước đầu, Công an xác định Đức Công và Hồng Nhung đã thuê số đối tượng trên làm nhân viên sử dụng tổng đài ảo, gọi điện thoại, thông báo nạn nhân may mắn trúng thưởng một phần quà có giá trị. Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để nhận mã trúng thưởng, hoặc phải nộp một số tiền gọi là chi phí nhận quà. Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền. Nạn nhân sau khi nhận hàng trả tiền sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại phí khác, sau đó cắt liên lạc. Công an cho biết đường dây này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng, triệt phá đường dây lừa đảo nhận quà trúng thưởng.